Những năm gần đây, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, kinh tế xã hội của huyện Tân Trụ có bước phát triển mới, trong đó có sự góp phần của công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả. Trong năm 2018, huyện Tân Trụ đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đổi mới công tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất và đồng bộ các văn bản pháp luật. Huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó đã thẩm định và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật cấp xã, tiến hành rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Nhiều thủ tục hành chính đã được rà soát đơn giản, công khai giúp hạn chế phiền hà, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được duy trì và phát huy nhiều tác dụng trong công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, tiết kiệm tối đa các chi phí văn phòng và tạo môi trường làm việc hiện đại. Các văn phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân, các xã thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Việc thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà người dân bỏ ra khi quan hệ các giấy tờ cần thiết. Với chức năng là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 5.000 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn trên 2.800 hồ sơ, chiếm trên 56%. Có 5 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 0,1%. Những hồ sơ quá hạn nêu trên do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chuyển trả kết quả không đúng theo thời gian quy định. Trung tâm đã phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xin lỗi các trường hợp hồ sơ quá hạn. Tham khảo việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công chức viên chức làm việc tại trung tâm đạt tỷ lệ 99%. Làm cũng thấy cũng lẹ ra, may mắn cũng vui vẻ, tận tình, có giới hạn tới giờ là mình xuống có, chứ không phải chờ đợi lâu, không đi lại nhiều lần. Trung tâm thực hiện rà soát niêm yết công khai đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại trung tâm. Hiện trung tâm đang đặt các đề can lại danh mục thủ tục hành chính để khắc phục hạn chế sau kiểm tra của tỉnh. Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại trung tâm tiếp tục đi vào nề nếp, thường xuyên kiểm tra phối hợp đôn đốc các đơn vị có liên quan cấp quyền giải quyết hồ sơ theo quy định, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, kịp thời chấn chỉnh hạn chế về thái độ tác phong công tác của công chức viên chức. Qua đó hoạt động của trung tâm tiếp tục đi vào nền nếp ổn định, tạo được sự hài lòng của tổ chức cá nhân trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Nói chung á, là người dân mà ở gần nơi đây á, thì người ta đi lại á, thì nó không có tốn kém gì bao nhiêu. Nhưng mà đối với những người ta ở xa hoặc là dân ở thành phố các nơi gì tới á, thì một lần đi chi phí người ta rất là nhiều. Nếu mà hẹn đi hẹn lại hoài á, thì người ta sẽ mất tốn những cái phí đó, mất thời gian nữa, không có thời gian sắp xếp đi. Thí dụ như hẹn đúng ngày nếu mà xuống mà không có thì lại phải một lần nữa. Nhưng mà ở đây được ưu điểm một cái là làm thời gian rất là chính xác, thành ra tiện lợi cho những người dân. Tới đây khi mà chưa rõ là đã từ đầu đã có cán bộ người ta hỏi, là vô hỏi, là hỏi tiếp ngay từ đầu là muốn làm cái công việc gì. Rồi đến đó mình tới cái dịch vụ hành chính thì cán bộ đó sẽ hướng dẫn cho mình trong cái bộ hồ sơ đó là có thiếu sót gì là họ nói ngay trước cho mình biết hết luôn. Để có gì là mình bổ sung. Thực hiện là một lần rất là hạn chế cái việc mà để cho người dân nộp vô đi lại. Hiện nay là rất là hài lòng. Cụ thể như ngày hôm nay đi làm hồ sơ cảm thấy là rất là vui. Là công việc trôi chảy nhanh, là rất là gọn. Tuy nhiên còn một số mặt hạn chế, nhưng hồ sơ tiếp nhận vẫn còn tình trạng sai sót, phải bổ sung, chỉnh sửa, chưa hoàn chỉnh kịp bản niêm yết thủ tục hành chính, thực hiện việc bốc số thứ tự có lúc chưa thường xuyên. Những nhiệm vụ trọng tâm của huyện 6 tháng cuối năm 2019 là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu mối trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm.
Trung tâm phối hợp thực hiện tốt công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính, kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo đúng thành phần, đủ số lượng theo bộ thủ tục hành chính được công bố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quyện và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quyện trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả đảm bảo thời gian quy định. Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ quá hạn, phối hợp thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn nếu có hồ sơ quá hạn. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thì qua hơn một năm hoạt động, trung tâm hành chính công đã đạt những cái hiệu quả rất là quan trọng. Trung tâm đã thể hiện được cái vai trò đầu mối, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện nhanh, gọn, nền nếp, đảm bảo tính công bằng, khách quan. Đặc biệt là trung tâm mới phối hợp với các cơ quan giải quyết hồ sơ, thực hiện giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ trước hạn, đúng hạn và giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn từ 1,7% năm 2018 xuống còn 0,1% 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được là chi phí, công sức và tạo sự hài lòng của tổ chức cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính và góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính của huyện. Để đạt được những kết quả đó có những vấn đề như sau. Cái thứ nhất là sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, các cái cơ quan liên quan giải quyết hồ sơ phối hợp với trung tâm hành chính công thực hiện tốt cái việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức viên chức trung tâm thì được nâng lên. Rồi cơ sở vật chất của trung tâm thì cũng được tỉnh huyện trang bị đáp ứng nhu cầu làm việc của công chức viên chức và cũng như phục vụ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Với những nỗ lực, những kết quả đạt được, Tân Trụ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành tỉnh liên quan trong công tác giải quyết hồ sơ hành chính về đất đai, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trả chậm, trễ hạn, hạn chế sự đi lại mất nhiều thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực, trình độ xử lý thủ tục hành chính, tạo môi trường hành chính thông thoáng, thể hiện được văn hóa giao tiếp và sự hài lòng của người dân, từng bước thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng chỉ số hài lòng trong người dân, doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.